chào tất cả các bạn. Hôm nay thì mình sẽ đi giới thiệu cho các bạn một dự án 2 show mới có tên là Hetachain. Và đây là website chính thức của dự án www.hetachain.org, một mạng blockchain 3.0 lớn nhất để mà xây dựng các ngành công nghiệp thông minh trên Hetachain. Thì Hetachain đang xây dựng cơ sở hạ tầng mạnh mẽ nhất cho các ứng dụng phi tập trung để mà tạo thuận lợi cho các thế giới thực của doanh nghiệp trên công nghệ blockchain sẽ xây dựng blockchain 3.0. Và dưới đây là video giới thiệu về dự án này. The world is changing, moving, evolving. The human race is at the forefront of this evolution. The science of today is the technology of tomorrow. Technology is evolving, driven by innovation. It is all around us, changing us. We are not afraid of it, rather we embrace it. We are the bridge. Imagine a world where our technology makes us equal, unique. It makes our lives better, but has a lot of other possibilities. Changing the way we conduct our business, creating stock exchanges of the future. Making our economy shared, our governments more effective and robust. Imagine the evolution of healthcare and the data superhighway. A new ecosystem that represents the cutting edge in technological innovation. Introducing Hetachain, a third generation blockchain system that can make science fiction a reality. Already advanced and way ahead of its peers in speed and technological innovation, Hetachain will provide comprehensive solutions to the world in various sectors such as finance, healthcare, retail, transportation, trade, and telecommunications. The Hetachain ecosystem consists of smart contracts, wallets, Hetacoin, App Store, blockchain feature enablers in various areas that include smart banking, merchants, data management, investment, remittance, payments, exchange. Và với Hetachain thì có thể là mở rộng hỗ trợ hàng ngàn giao dịch nhìn không quy mô thương mại tách biệt xác thực từ thực thi, linh hoạt thì đóng băng và sửa chữa các ứng dụng bị hỏng, và có thể sử dụng các nền tảng blockchain hiệu năng cao và có khả năng mở rộng cũng như là hệ sinh thái làm cho blockchain dễ sử dụng hơn và có giá trị hơn, có thể là tối ưu hóa nền tảng blockchain hiệu quả, hiệu năng cao và có khả năng mở rộng cũng như là hệ sinh thái làm cho blockchain dễ sử dụng hơn và có giá trị hơn. Về giao thức của Heta nền tảng, thì để mà giao tiếp giữa các chuỗi tư nhân và chuỗi chính của hệ thống blockchain Heta thì chúng tôi có thể là cung cấp giao thức cô dâu, có thể là giúp chuỗi tư nhân hội tụ dữ liệu của họ nên chuỗi chính để xác thực. Trên thực tế thì mỗi chuỗi tư nhân cần phải trả phí sử dụng thông qua đồng xu của Heta. Khi mà sử dụng, chuỗi tư nhân sẽ trả một số các tiền Heta để phát hành giao dịch. Phí này có thể là cấu hình tùy thuộc vào các mức sử dụng lớn. Về thuật toán mã hóa thì với sử dụng của ECDSA, thuật toán chữ số ký và với đường cong thì sẽ cho mật mã công cộng và khóa riêng là một dữ liệu của 256 bit ngẫu nhiên, và địa chỉ của Heta sẽ liên kết với các khóa riêng này là 160 bit cuối cùng của các mã văn. Và Heta trên thì sẽ đầu tư vào sự phát triển tương lai của công nghệ blockchain. Với phạm vi toàn cầu thì Heta trên sẽ đầu tư vào các con người và các công ty tạo ra các sản phẩm và dịch vụ đi đầu trong thế hệ tiếp theo của công nghệ biến đổi trên toàn thế giới. Về giáo dục thì sẽ đầu tư vào tương lai của các công ty, chỉ là một phần sứ mệnh của Heta trên sử dụng kinh nghiệm và chuyên môn của mình trong blockchain bằng cách là làm việc trực tiếp với các công ty đầu tư để mà giúp họ đạt được tiềm năng đầy đủ của họ. Quan hệ đối tác thì Heta trên đã phát triển mối quan hệ chiến lược với các nhà đầu tư mạo hiểm trên toàn thế giới để mà đảm bảo những người sáng lập tất cả các thị trường có khả năng làm việc trực tiếp với các nhà đầu tư trong nước. Và trên đây thì là một số các thông tin thì mình đã đi review cho các bạn về dự án Hetachain. Cảm ơn các bạn đã nghe video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.